sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muôn trùng, nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau tròn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính chào tất cả các chư vị. A Di Đà Phật. Kính chào tất cả các chư vị mới vào vấn đề. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần. Kính mời tất cả các chư vị cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam sớm quay về, giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Và xin cầu nguyện cho một người chị tại quê hương Việt Nam được thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. A Di Đà Phật.
Lạy Đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật, vua hùng thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt đi cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng ta cầu nguyện. Trước khi chúng ta chia sẻ hôm nay có ba đề mục thật là hấp dẫn, xin phép quý vị. Hy vọng quý vị đọc được kinh Tiếng Phạn và quý vị cùng chúng tôi. A Di Đà Phật.
Chom bê can chê bê can chê mò bê can chê hò chê sâm bù vật chê su Thìa cha ôm bê can chê mò bê can chê hò chê sâm bù vật chê su Thìa cha ôm bê can chê mò bê can chê Raja Sammu Gacche Suha Thiya Cha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sammu Gacche Suha Thiya Cha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sammu Gacche Suha Cha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sambhu Gacche Suha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sambhu Gacche Suha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sambhu Gacche Suha Ya Cha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sambhu Gacche Suha Cha Om Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mara Sambhu Gacche Suha Chom Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mira Sambhu Gacche Suha Chom Bekanche Bekanche Maha Bekanche Mira Sambhu Gacche Suha Chara chara, chidi chidi,
mu ta cha ya ya nam mu a ya cha ya sa ka re e ru cha ya dua sat cha ya ta tha ga ta ya ang ra te sam ya sam bu ka ya nam mu sa va ta ga te be ang ra ka te sam ya sam bu ke be nam mu a ya ava lu ke te sura ya bi ve sa va ya ma sa va ya ma Chaya chaum chara chara chidi chidi churu churu iti we iti chare chare bura chare kusume kusuma ware ili mili chiti chona ma pana yesu Ujata ya ya namu aya cha ya sakara eru cha ya bua satcha ya tata gata ya angrahate samya sambukaya namu savata gate be angrahate samya sambuke be namu aya avalukete suraya bive satvaya maha satvaya maha karunichaya Chaya chom chara chara chidi chidi churu churu iti we iti chare chare bura chare kusume kusuma wa re ili mili chiti chona ma pana yesu A Di Đà Phật Kính chào tất cả các chư vị. Bây giờ chúng ta xin trở lại chương trình sinh hoạt và chia sẻ cùng tất cả các chư vị một đề tài thật là hấp dẫn về lịch sử của chúng ta. Quý vị hôm nay khỏe không? Ở trên thơ biết hôm nay chúng ta có ghi là chúng ta sẽ chia sẻ ba đề tài. Đề tài thứ nhất là chúng ta mới vừa chia sẻ, đó là cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho quốc thái dân an. Và điều thứ ba là chúng ta thứ hai điều thứ hai xin lỗi chúng ta sẽ chứng minh lá cờ vàng là lá cờ niên kỷ hoàng kỳ của đất nước Việt Nam. Thật sự chúng ta ở trong nước đó, tất cả các nhà khảo cổ học hoặc là các nhà chiêm tinh gia ở trong nước hoặc là các vị sư giải thầy đồ, quý vị diễn tả về kinh dịch rất hay, nhưng chỉ có một điều quý vị quên. Quý vị nói rằng là kinh dịch sẽ đưa đến cho chúng ta về tâm linh, mà quý vị lại không muốn nó hiển linh. Vì thế mà hôm nay chúng tôi còn phải quyết định để chia sẻ cho tất cả quốc dân của chúng ta một lần, để chúng ta từ đây trở đi sẽ không còn thắc mắc nữa. Chúng tôi vẫn biết được là ở trong nước, nhất là các vị thầy đồ, mà nhất là các vị tăng sư ngày hôm nay đã bị tập đoàn Cộng sản nó cai trị vả lại. Các vị sư ngày hôm nay lại đem con quỷ sứ đi thờ phượng ở trong nơi linh thiêng, cho nên quý vị đó không thể phát huy được cái huyền diệu của lá hoàng kỳ nền vàng của chúng ta. Xin phép. Thì hôm trước tôi có sơ lược về cái sắc thái của dân tộc Việt Nam.
mà nó được gói ghém ở trong cái lá hồn kỳ của chúng ta. Quý vị không thể có cái cách thức nào giải bày khác hơn được nữa đâu. Bởi vì chúng tôi theo dõi tất cả các nhà thông thái học ở trong nước Việt Nam thời xưa cho đến bây giờ, thì quý vị không có thể nào mà quý vị là từ chối cái sự thật được. Vốn nó là sự thật. Và chúng tôi sẽ chứng minh sau đây. Chúng tôi xin phép sơ lược về cái sắc thái của dân tộc Việt Nam. Tại sao mà lá cờ vàng ba sắc đỏ lại có khả năng chứa đựng được đó? Các nhà bác học đó, người ta nói như thế này. Xin phép. Các nhà bác học đã khuyên cho nhân loại chúng ta như thế này. Bởi vì các nhà khoa học đó rất là thiên tài hôm nay, nhưng tự thấy cái tuổi thọ của mình quá ngắn so với không gian và thời gian như vô tận, nên các vị đó cầu xin nhân gian ai biết được về thời gian và không gian, nên can đảm giải mã những điều gì mình biết. Vì thế đó mà hôm nay chúng tôi ngồi đây và làm bổn phận trách nhiệm của riêng mình. Kính thưa quý vị, cái gì mà có tên đó thì nó có hình, nó có dạng, mà người ta gọi đó là biên giới của vũ trụ. Ắt hẳn vũ trụ có biên giới của nó, nhưng mà các nhà bác học không có dám nói, bởi vì các nhà bác học có một cái dụng cụ gọi là cái tấm kính nhìn xa ngàn dặm, mà quý vị đó nói rằng có biên giới vũ trụ thì ắt hẳn quý vị đó sẽ không có khả năng là cãi được, không có đủ lý lẽ để cãi được, bởi vì người ta nói là biên giới là vô biên, vũ trụ là vô biên, mà tại sao ông lại nói có biên thì làm sao được. Nhưng biên giới nó có cái vũ trụ nó có cái biên giới của nó. Một khi nó có cái tên rồi thì nó có biên giới, chứ không phải là không. Mà bởi vì ta không thấy được nó, bởi vì ta quá nhỏ bé, ta quá nhỏ, cho nên kém tài năng đó, thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy nó được. Vì thế cơ thể của chúng ta đó có biết bao nhiêu là kháng thể, kháng sinh, vi khuẩn, có phần vô hình và có phần hữu hình. Nhưng mà nó ở trong tứ chi của chúng ta thôi. Mà có biết bao nhiêu ông bác sĩ chuyên nghiệp cũng đâu có biết gì hơn đâu. Ông nói những gì mà tôi biết là tôi đã làm, đang làm, và những gì tôi chưa biết là tôi không thể nào mà biết hết nói. Mặc dù nó chỉ ở trong cái tứ chi của chúng ta. Quả đất hình thành 4,5 tỷ trong cái thái dương hệ của chúng ta. Lúc đó có nhiều sinh vật rất là thông minh. Nó thông minh lắm quý vị. Chúng nó mau lẹ lắm. Chưa khởi hành chúng nó đã đến rồi. Đã đến mục đích rồi. Nó kinh hoàng. Tức là nó đi mau hơn ánh sáng, gấp mấy lần ánh sáng luôn. Không có cái thứ gì mà có thể so sánh với lại cái khôn ngoan và lanh lẹ của sinh vật trong thời trước. Quý vị tự hình dung coi, chưa đi mà nó đã đến tới mục đích rồi thì nó không phải là quá ư là lẹ sao? Mau hơn sao? Mau hơn cái lý tưởng của chúng ta nghĩ nữa. Nếu mà chúng ta nói là gửi cái lý tưởng về Sài Gòn, mình gửi một cái đi, nhưng mà mình phải nói rồi mình phải gửi, đúng không? Nhưng mà những sinh vật trước kia nó đi lẹ, chưa khởi hành mà nó đã đến. Vậy thì chia sẻ hôm nay cái sắc thái dân tộc Việt Nam là nền da vàng.
giao chỉ nó có cái lá quốc kỳ là cái lá vương đạo, lá quốc kỳ màu vàng là vương đạo, nước Việt Nam sẽ là cái ngai vàng của vũ trụ. Bởi vì tôi dùng cái chữ sẽ, quý vị rất là nghi ngờ, bởi vì quý vị hằng ngày quý vị mệt mỏi với đời sống, với khó khăn cực nhập rồi quý vị chán trường, vì chúng tôi dùng cái chữ sẽ. Quý vị muốn là ở có bây giờ luôn rồi, chúng tôi muốn có bây giờ, ông nói sẽ không biết lúc nào, chúng tôi muốn có bây giờ nè, không còn cộng sản nữa, trở thành là ngai vàng của vũ trụ liền bây giờ. Nó không phải như vậy, thấy không? Cho nên cái ước muốn của con người đó nó nặng nề lắm, khó mà đạt thành, nhưng mà rồi sẽ thành, chúng tôi nói là sẽ thành. Thì cách đây 20 triệu năm ở tại cái biển hồ ở Trung Nguyên đó, thì có lúc đó là bất cứ mọi sinh vật gì ở tại Á Châu đều sống tại cái biển hồ đó, biết bao nhiêu ngàn nhân loại khác nhau sống ở trên đó. Nhưng mà một hôm cái biển hồ đó, trái đất nó bị suy chuyển, biển hồ nó vỡ ra, nó chia ra ba nhánh sông mà hôm nay ta được có. Thứ nhất là Hoàng Hà Giang, nó nằm ở miền Bắc của nước Tàu. Sông, nhánh sông thứ hai là là Dương Tử Giang, tức là Dương Tử, dòng sông Dương Tử nó nằm ngay tỉnh Thượng Hải, tỉnh Nam Kinh và Thượng Hải ngày nay, rồi Dương Tử Giang. Cái nhóm sông nhánh sông thứ ba gọi là Hồng Giang. Hồng Giang là con sông Hồng của chúng ta ở tại Hà Nội đó quý vị. Quý vị chắc có đi Hà Nội, quý vị nhìn thấy con sông Hồng. Nó chạy qua hai cái chiếc cầu gọi là cầu Trương Dương và cầu Long Biên. Tôi có một lần tôi đi ra ngoài đó để thám nghiệm, chúng tôi được còn nhớ được hai tên của chiếc cầu đó. Đó, cho nên khi mà cái biển hồ ở Trung Nguyên nó vỡ ra, cái địa cầu nó thay đổi, thì nó chẻ ra ba con sông cho đến tới ngày hôm nay. Thì những dân tộc mà ở trên cái biển hồ năm xưa đó, họ bắt đầu đi lựa dựa theo cái luồng nước nó trôi về miền xuôi, tức là về miền hạ lưu. Thì trong đó có một cái dân tộc mà lúc này chúng ta đừng có vội nói là dân tộc Việt Nam, hơi sớm, có tại lúc đó chưa có gọi. Dân tộc rất là khôn ngoan và thông minh. Hằng ngày thì lấy lá non đâm nhuyễn rồi cái két lên trên mình để cho nó có một cái màu xanh vàng, rồi phơi nắng để chi? Để trốn thú vật, để hòa mình với thiên nhiên, màu sắc của thiên nhiên, để trốn thú vật khỏi bị ăn thịt. Rồi hàng đêm cái dân tộc đó leo lên cây để ngủ, mà leo lên không phải như ôm, như là ôm cây như là con khỉ leo, mà leo lên kẹp hai ngón cẳng cái vô trong cái sợi dây thừng mà leo lên trên đó. Và có một số người thì đào hang và ngủ ở trong hang, mà ngủ không phải ngủ nằm ngửa giống như chúng ta, ngủ lại nằm úp chứ không phải nằm ngửa. Để chi? Để nghe theo dõi con dã thú nó đến nó ăn thịt. Cái khôn nhất là cái chỗ đó. Nếu mà bình thường cái mình nói nằm ngửa ngủ cho thoải mái, như không, cái dân tộc đó người ta nằm úp để mà có khả năng là đón được là thú dữ nó tới, để mà mình chuẩn bị mình đập nó trước khi nó ăn thịt mình. Và còn một số người cũng dân tộc đó mà không muốn nằm ở dưới hang thì leo lên trên cây, mà leo lên sợi dây thừng chứ không phải là ôm giống như con khỉ leo lên. Vì thế những thời gian mấy trăm ngàn năm, hồi nãy tôi nói là triệu năm, nó nằm ở trong cái lòng chảo của biển hồ. Bây giờ tới cái giai đoạn là 900 ngàn năm thì lúc đó cái biển hồ nó bị vỡ, nó chảy ra biển, thì cái số dòng mọi dân tộc đều nương theo cái dòng nước đó mà để định cư ở hạ lưu. Thì từng cái giai đoạn đó dân tộc kia
lúc nào ban ngày thì đâm lá cây két lên mình phơi nắng để cho màu sắc của mình nó giống như cái màu thiên nhiên để trốn sinh vật và ngủ trên cây và ngủ trong hang. Năm này triệu năm này tới triệu năm nọ, kinh hoàng mấy trăm ngàn năm này tới mấy trăm ngàn năm nọ, cho đến khi mà với cái gen của con người ước muốn, cái tâm ước muốn thay đổi luôn cả cái gen. Từ đó chúng ta có một dân tộc là có một nền da vàng, thất ơi là vàng, mà có khả năng hòa với lại thiên nhiên mà không cần là phải là lấy lá rừng mà cắm lên trên mình nữa. Chẳng hạn như chúng ta đây ha, là trở thành màu da vàng. Và tại sao dân tộc đó lại ngủ ở dưới hang mà lại nằm úp? Như tôi vừa thưa là để lắng tai nghe phát hiện sớm thú vật đến ăn thịt. Cho nên cái khuôn mặt của chúng ta ngày đêm bị nằm úp như thế đó, nó che hết tất, đè hết tất cả, sống mũi và môi của chúng ta đều bị lép, bởi vì kể cả cái gen của chúng ta lúc đó cũng được thay đổi luôn. Và như thế tóm lược chúng ta hoàn thành được có một dân tộc là giao chỉ, bởi vì khi mà chúng ta leo lên cây mà với cái sự cố gắng như thế, cái ngón chân cái nó tách ra như thế này à, nó tách ra như thế này, và chúng ta có được cái danh từ gọi là dông dân giao chỉ, da vàng mũi tẹt là chúng ta đây, hãnh diện là chúng ta là một dông dân đó đó à, mùa da vàng mũi tẹt chân giao chỉ. Nhưng mà chân giao chỉ thì tới cái thời mà ông cụ nhà tôi chân vẫn còn giao chỉ, nhưng mà tới tôi thì hết rồi. Thật sự cái đó là cái cũng là ước muốn, kể cả ông cụ nhà tôi không có mang giày được. Hai ngón chân nó giao ra như vậy. Ông cố nhà tôi cũng vậy, ông sơ cũng vậy, nghe kể như vậy. Rồi tới đời ông cố từng cưỡi ngựa đi đánh giặc nhưng mà cũng không có mang giày được. À, rồi tới ông già tôi cũng mang giày không được, mà lại tới tôi lại được, nó lại thẳng. Bởi vì sao? Bởi vì khi lúc đó là ông già cái gác đời ông cố, tới ông già của mình cũng ước muốn rằng là mình sanh con cháu sau này là chân cẳng ngón chân nó thẳng để mà mang giày mang dép theo cái thời đại mới. Cái ước muốn đã thay đổi cái gen, và cái gen nó làm nên cái con người của mình được đầy đủ như ngày hôm nay. A Di Đà Phật, đó là rất cảm ơn những cái ước muốn của ông cha của mình để lại cho con cháu. Cho nên xin thưa tất cả các chư vị, một cái dân tộc đó thật là thông minh, nhưng mà tại sao nó có liên quan gì đến với màu cờ sắc áo? Tại sao chúng ta phải hỏi câu đó, biết không? Bởi vì khi mà cái biển hồ đó nó vỡ ra, con người ta trâu đi tứ tán đi khắp nơi. À, nó chia ra hàng trăm bộ tộc này tới hàng trăm bộ tộc nọ. Vì bởi vì như thế mà cái ông tù trưởng trong cái nhóm mà da vàng mũi tẹt giao chỉ đó, người ta mới nghĩ ra một kế rằng là phải gom giữ gìn cái dân tộc của mình. Dù bị trôi dẹt tới đâu mình cũng phải nhìn nhận ra mình xuất phát từ một điểm. Cho nên từ đó là mọi thứ gia dụng gì ở trong gia đình đều phải làm bằng đồ đồng. Bất cứ cái điều gì phải làm đồ đồng, hoặc là cái màu vàng, bất cứ cái thứ gì, kể cả cái chén cũng làm bằng đồ đồng, cái trống cũng làm đồ đồng, cái gì cũng làm đồ đồng hết. Hoặc là tìm đủ mọi thứ là phải làm màu vàng, để chi? Nhận diện ra nhau. Cho nên dân tộc Việt Nam chúng ta được cưu mang từ cái lúc nào cho đến tới bây giờ, mặc dù trải qua biết bao nhiêu là nghiệp chướng, nhưng vẫn gìn giữ được cái nồi giống đó mới là đáng để chúng ta nói. Và từ các vị tù trưởng trong cái thời đó, khi mà dựng cái lá hiệu kỳ lên cũng phải là màu vàng à, đã nói là trống đồng của màu vàng, chén đũa ăn tất cả đều làm bằng đồng để có màu vàng, nhận diện ra nhau rằng chúng ta ngày xưa xuất phát từ một điểm đó đó. Và cho tới cái lúc mà các vị tù trưởng đó cũng là lấy cái lá, một miếng vải
màu vàng dựng lên để chi khi mà đánh giặc thì kéo nhìn theo cái lá cờ đó mà tiến thoái và rút lui cũng là màu vàng, bởi vì nó chứa đựng cái ý muốn sắc thay dân tộc trên cái nền cờ vàng. Lá cờ vàng thôi nha, đừng có nghĩ tới cái chữ ba sắc đỏ rồi quý vị, lát nữa quý vị tư tung lung xèn ở trong cái tư duy rồi quý vị không biết, để im cái chữ ba sắc đỏ đây, lát nữa tôi nói chữ ba sắc đỏ, bây giờ nó tới cái lá cờ vàng thôi. Đó là nó chứa đựng một cái sắc thái dân tộc của chúng ta, mà tất cả các vị là tam hoàng ngũ đế ngày xưa, không phải ngày xưa mà sau này tức là cách đây khoảng 4489 năm trước công nguyên, vậy thì tính hết tất cả là 6000, khoảng là 6500 năm về trước, tức là mới đây thôi đúng không, mới đây thôi, hồi nãy giờ tôi kể câu chuyện mà hàng mấy tỷ năm cơ mà mà cái câu chuyện này sau này, tức là có một vị nhất là tam hoàng, các vị là tam hoàng ngũ đế ngày xưa biết được rồi đây sau này có một dân tộc ở trên hành tinh này có một lá quốc kỳ có khả năng chứa đựng cả vũ trụ càn khôn. Đây cái chỗ mà chúng tôi muốn đề cập đến quý vị. Cho nên khi mà tới cái thời thần nông, ông thủy tổ của dân tộc Việt Nam của chúng ta không chịu ở trên phương Bắc mà đi ngao du xuống phương Nam tới cái hồ Đồng Đình rồi lập nghiệp nơi đó, cái nước đầu tiên của một dân tộc thời đó tên là nước Xích Vị. Mà người nói cho quý vị dễ nhớ luôn nha, nói đại khái là ông tổng thống lúc đó đây, ông là Kinh Dương Vương, nói cho quý vị dễ nhớ. Mà ông Kinh Dương Vương thời đó là một vị lãnh đạo của cái nước Xích Vị đó. Nhưng mà cái hiệu kỳ lúc đó như thế nào cũng là cái lá cờ nền vàng, nhưng mà nó vẽ trong đó như con rồng hay con gì hay là tu túi gì không cần biết, nhưng nền tảng của diện tích của lá quốc kỳ lúc đó màu vàng phải lớn hơn hết tất cả những màu sắc nào kế tiếp cũng vẫn màu vàng, bởi vì các vị đó biết được đây là cái màu sắc mà để bảo vệ nội giống dân tộc chúng ta. Từ từ rồi tôi sẽ kể hết. Rồi tới tất cả những các vị kế tiếp tới đời ông Vua Hùng Vương. Vua Hùng Vương quý vị biết rồi cái đó không? Vua Hùng Vương là sách vở viết quá trời quá đất, quý vị đọc tha hồ mà đọc. Cũng là nền vàng, mà nó có nhiều cái hình kế tiếp lắm, nào là nhiều loại hình, nhưng mà vẫn cái nền màu vàng trên cái lá hiệu kỳ đó luôn luôn chiếm diện tích rất là lớn. Rồi kế tiếp nữa tới cái thời xin phép nói tôi phải uống miếng nước xin phép quý vị. Rồi tới cái thời hai Bạch Trưng Bạch Triệu đó, quý vị còn nhớ Bạch Trưng Bạch Triệu không? Tới lúc này tôi sách vở nó viết tràn gian tha hồ quý vị đọc. Khi mà hai bà ra quân đánh Tô Định cũng cơ gì, trong cái thời cộng sản bây giờ nó vẽ tứ tung hầm làng xèn, nó vẽ không đúng, nó vẽ nó ngụy biện. Tôi còn nhớ cái lúc mà tôi 4-5 tuổi mà mới bắt đầu là đi đến trường, cô giáo không cho mình, tại vì thấy mình nhỏ quá, cô giáo mới dạy cho câu ca dao. Ông thầy đồ ngày xưa ông thời chiến tranh tàn khốc quá, ông sợ quốc dân như chúng tôi lúc đó là chưa biết là nước Việt Nam nó như thế nào, cho nên ông không cần các em không cần phải học viết gì mà học nghe và thuộc lòng. Ông dạy nước Việt Nam hình công như chữ S,
dài từ từ đâu? Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Ngày chứ tấu tại sáng lên đọc cái câu đó. Tới học về chiều thì cô giáo tới dạy. Đầu cờ vàng vương cấm đầu voi, anh thư nước Việt hiến đời non sông. Cái ngày chứ tấu đi lên trường cái học là bốn câu thơ đó, học học nguyên cả một năm trời. Tại vì lúc đó mình đâu có biết đọc và chưa có biết viết nữa, mà chỉ học thuộc lòng cái câu đó. Nghĩa rằng là từ cái thờ hai bà Nhị, Trương Trắc và Trương Nhị, khi mà cử voi đi đánh giặc xâm lăng, trên đầu voi các bà đó cắm lá cờ vàng, nhưng mà có nhiều cái cánh khác là cũng miếng đỏ, miếng xanh, tím, đủ thứ, nhưng mà cái nền vàng diện tích vẫn phải lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái sắc thái dân tộc mà biết tới cái giai đoạn nào đi chăng nữa nó cũng nằm ở trong cái máu của người dân Việt Nam, trong cái thời xa xưa mà nó đã có như vậy rồi. Cho nên nó là nó truyền mãi, mặc dù là giặc nó cướp biết bao nhiêu lần, nó đô hộ nước Việt Nam chúng ta cả ngàn năm giặc đào, nhưng mà cái nền tảng văn hóa không bị mai một và cái sắc thái dân tộc không bị mai một. Cho nên tới cái thời Đinh Lê, Lý Trần Lê, vân vân, miết tới cái thời chiến tranh sau này, miết tới đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, tới thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cũng là lá cờ vàng. Nhưng bắt đầu tới vua Thành Thái là lá cờ vàng có kèm thêm ba sọc đỏ. Thấy chưa? Có kèm thêm ba sọc đỏ. Tại sao vậy? Tại xin thưa, ba sọc đỏ này là một cái triều đại riêng của từng giai đoạn đó. Nhưng mà lá cờ vàng là lá cờ sắc thái dân tộc Việt Nam. Chứ đừng có nói rằng là tại sao dùng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cho là sắc thái dân tộc Việt Nam. Không, tôi hồi nãy giờ đâu có nói là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đâu. Lá cờ vàng, chấm câu, hết. Còn ba sọc đỏ là từng triều đại. Triều đại tới cái thời của Thành Thái có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lúc đó là cờ đỏ một sợi vàng của Hồ Chí Minh nó còn ở đâu, ở trên cái miếng vẽ ở bên Phúc Kiến, nó còn nằm bên đó, nó chưa có hiện diện về nước Việt Nam. Lá cờ tới thời Trần Trọng Kim và trước đó nữa thì lá cờ nó trở thành một cái quẻ gọi là quẻ ly. Rồi tới cái thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, nó thành lá cờ nguyên thủy giống như lá cờ chúng ta đã thấy và tôi treo ở đằng sau đó. Và tới thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa nó là như thế. Bây giờ tới thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là như thế này. Xin thưa trở lại, ông Đại Thánh Phục Hy ông biết được rồi, đây có một dân tộc dùng một lá cờ mà có khả năng chứa đựng được sắc thái dân tộc và chứa đựng các cái càn khôn vũ trụ. Đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta ngày nay. Tôi uống miếng nước và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái khúc này. Rất là bữa nay nó xin thưa quý vị. Quý vị mà vô trường đại học của Cộng sản bây giờ, quý vị học về lịch sử thì quý vị quên đi. Quý vị quên đi, quý vị sẽ lọt xuống hố hết. Uống thời gian làm người lắm. Ok, xin phép. Xin phép quý vị. Thờ Tam Hoàng Ngũ Đế có ba ông Đại Thánh, ông Phục Hy, ông Văn Vương, Chu Công và Khổng Tử. Các vị đó, ông Phục Hy thì hồi nãy tôi có thưa, ông sống mới đây thôi, tức là 4489 năm trước công nguyên, mới đây thôi, đâu có lâu đâu, trời ơi, lúc này là quý vị có thể là đọc sách được rồi, đúng không? Sách chữ viết lúc này đã có rồi. Thì quý vị có nhiều người nói trời ơi xa xăm mù mịt mà ông nói mới đây là sao. Thật sự có còn nhiều chuyện xa xăm hơn nữa thì sao. Cho nên cái ông Đại Thánh thứ nhất là Phục Hy nói về sự tích thiêng liêng của lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ.
huyền bí, màu nhiệm, màu nhiệm linh thiêng và bí ẩn. Lão Kỳ nên ven bát sóc đó, hễ có vật gì tất nhiên có cái chất cố định của vật đó. Nhớ nha, nó có văn tự có vẻ như hơi khó nghe, nhưng mà không giải nghĩa, không có cái nào mà dễ hơn được đâu. Có một vật gì, việc gì thì tất nhiên cái lý nhất định của việc ấy. Cho nên xin thưa kế tiếp rằng, trong cái thời tam hoàng đời thượng cổ, trong cái kinh dịch ấy, thì ông Phục Hy ông có ghi như thế này. Đây, lúc này để tôi cho quý vị nhìn thấy rất rõ ha. Ba nét thẳng như thế này ha. Là gì? Đó là ba nét ngang. Nó tượng trưng chơi như là một lá bút kỳ của Việt Nam Cộng Hòa ngày nay đó. Tức là bây giờ đó, chứa cả càn khôn vũ trụ. Trên lá bút kỳ của Việt Nam Cộng Hòa có ba nét đỏ liền nhau. Và cách đây 4.489 năm trước công nguyên, nói rằng ba nét này là càn, là thiên, là trời. Trời thời nào bao giờ cũng kinh thanh tại thượng. À, quý vị đã nhìn thấy chưa? Ba nét này là vẽ càn. Nếu quý vị sư nào, ông thầy nào ở trong nước mà tìm cách nói sai đi là quý vị xin mang tội đó nha. Quý vị không có thể nào có khả năng nói sai hơn được nữa. Bởi vì đây là cái vẽ càn. Càn là thiên, thiên là trời. Trời bao giờ cũng kinh thanh tại thượng. Thượng ở trên à. Rồi bây giờ giả dụ chúng ta chia ra hai miền Nam Bắc mà có hai lá cờ tung bay, có nghĩa là hai miền Nam Bắc chúng ta lá cờ một ngày đây sẽ tung bay trên hai miền đất nước, thì nó cho ta cái vẻ là khôn. Khôn ở đây là gì? Là hễ có trời ắt hẳn có đất mà, thì đất thời bao giờ cũng là trập lập tại hạ. À, quý vị thấy chưa? Nếu mà có cái ông sư nào ở trong nước mà cho rằng cái sự giải nghĩa của tôi nó sai thì thật sự tôi đáng buồn cho cái sự hiểu biết của quý vị đó nha. Cái lá bút kỳ này nó không phải mới thành lập ra đây, mà nó nằm trong tư duy của các vị đại thánh trước kia. Cho nên quý vị nhìn thấy cái sắc thái dân tộc mình nó chứa ở trong đây. Đây là vẽ càn. Quý vị ở bên cạnh hỏi ông sư nào đó, có phải ông Francis ở nước ngoài, ông nói là cái lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cái vẽ như thế này là cái vẽ càn, có đúng không? Xem ông sư đó, ông nói như thế nào. Nhưng mà tôi muốn nhắc thêm cái chỗ này để chút xíu tôi quên. Quý vị, một khi quý vị đã chấp nhận đi xem, gọi là dịch hoặc là bói toán để cho mình muốn làm ăn tấn tới gia đình hạnh phúc. Tức là quý vị muốn có cái hiển thị cái tâm linh lên. Nhưng mà các vị ông thầy đồ ở nước Việt Nam á, chỉ có khả năng cho đến bây giờ nói được có 40% đúng mà thôi. Còn 60% các vị đã nói sai. Tại sao vậy? Tại sao tôi nói vậy? A Di Đà Phật thì tôi xin thưa. Quý vị dùng chỗ muốn có tâm linh mà quý vị không muốn nó hiển linh. Quý vị từ chối hết 60% rồi. Tại vì quý vị là vẽ cái vẽ càn và khôn này ở trên một cái tờ giấy bình thường, nó không phải đâu. Quý vị phải vẽ nó đúng trên cái tờ giấy hoặc là cái vải màu vàng, nó sẽ cho trợ lực cho quý vị để quý vị nhìn đông tây nam bắc đúng với lứa tuổi nào lấy nhau và
sẽ có sanh con rầm cháo lẹ. Quý vị nhìn thấy trong nước không? Quý vị đi coi tốn tiền, về nhà quý vị cũng quýnh nhau, tôi nó quýnh nhau để bỏ hạt rầm. Trời, tôi thấy một ngày là trẻ em nó chết mà có mẹ mà không cha đó, trời ơi, chết non chết tháng, chết kinh quẹt. Rồi cái là biết bao nhiêu cặp vợ chồng đó là lấy nhau rồi vợ nghi chồng, chồng nghi vợ. Bởi vì các ông thầy đồ trong nước, các ông sư, các ông sở không nói hết. Các ông giữ lại 60%. Các ông chỉ nói được có 40% thôi. Cho nên bây giờ quý vị tin rồi đó. Quý vị nhìn thấy bao nhiêu cảnh vợ chồng tới nay coi thầy bà tốn tiền biết bao nhiêu mà cuối cùng về thì đâu có hạnh phúc đâu. Bởi vì các ông á muốn, quý vị muốn xem thần linh nhưng quý vị, các ông nó không muốn cho hiển tánh linh lên. Bởi vì các ông nó dùng cái giấy bình thường mà vẽ cái vẽ như thế này để coi thì sai biết rồi. Cái vẽ này phải vẽ lên sắc thái dân tộc Việt Nam. Lúc đó mới có sự hỗ trợ, mới hiển linh cho quý vị. Cái này quý vị vẽ trên cái tờ giấy trắng, tờ giấy gì đó, quý vị coi thì làm sao mà hiển được lên. Đây kèm là đây, khôn là đây. Ai cãi, nếu ai cãi hơn điều này nữa, chúng tôi muốn mất cái gì cũng được. A Di Đà Phật. Đây chưa, quý vị phải nhìn thấy cái chỗ linh nhất là ở trong đây. Nếu chúng ta che đi đứt một khoảng chính giữa này, chúng ta gọi là vẽ gì? Vẽ ly, đúng không? Mà ly này á, ly tức là hỏa, tức là lửa đó. À, thì nó đối trọng với lại gì? Đối trọng với lại nước, đúng không? Xin phép quý vị cho tôi ngồi xuống chút xíu. Ngồi chút xíu để tôi chia sẻ với quý vị cho ông thầy. Quý vị nói là ông Francis này ông nói không đúng. Vậy thì xin phép để cho quý vị nhìn thấy quý vị linh thiêng ngay ở bên cạnh trong nhà quý vị mà quý vị không muốn nha. Tiên đầu chúng ta sẽ đi ngược trở lại để cho chúng ta dứt điểm cái điều này. Đây là vẽ kèn, nó đi với lại vẽ khôn, tức là thiên địa, tức là trời đất. Xong rồi đó. Rồi, bắt đầu chúng ta đi. Trấn lôi. Bây giờ chúng ta, không, chúng ta đi tới cái vẽ thủy đi. Thủy hỏa, không, thủy hỏa như thế này thì nó mới đúng. Đúng quá đi. Đây là thủy, ok. Nếu chúng ta chỉ dùng một, lấy một cái vẽ thiên, lấy một cái vẽ thiên chúng ta che cho nó đứt nguyên cái chỗ này, gọi là cái vẽ ly. Ly tức là hỏa. Ở trong nước đó quý vị, nếu mà quý vị nói cho, dạ thưa thầy ơi, chồng con là hỏa, con là thủy, hai đứa nó khắc nghiệt với nhau, sao lấy? Thì ông thầy kêu nói không lấy được thôi bỏ nhau về tìm người khác. Họ thì nó khắc nghiệt nhau nhưng mà sai rồi quý vị à. Quý vị đừng có nghe tin cái đó. Quý vị nên nhớ nha.
hỏa thủy dùng rất to, lợi vô cùng, cái lợi ở trong đó lợi lắm. Trời, quý vị lấy lửa mà đun nước lên, quý vị dùng biết bao nhiêu chuyện, có đúng không? Cho nên là đừng có tin tưởng mấy cái ông thầy đi, mấy ông bà xạo quý vị đó, rồi mấy ông kết cho những người khác, quý vị lấy nhau cái rồi sao về nhà quấn lộn, con quấn tơ tao là cành mà không biết tại sao mình quấn lộn. Trời, thủy hóa, trời, lấy lửa đun nước dùng biết bao nhiêu chuyện đó. Cái cao siêu ở bên trong các ông thầy kia không cho hết ra, bởi vì các vị đó chỉ nói đúng có 40%, bởi vì cái hộ đồ không thể vẽ trên bất cứ cái giấy tờ nào ngoài là cái giấy đó phải màu vàng hoặc là miếng vải đó phải màu vàng thì mới có hiển là tánh. Muốn có tánh linh thì phải có, phải hiển linh, phải cho cái hiển linh lên nha. Để các vị đó đâu có cho. Đây thì họ ly tức là hỏa. Như vậy thì hỏa thì gặp thủy. Đây, thủy, thấy chưa? Thấy quý vị, chỉ có một cái lá quốc kỳ của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thôi mà trong đó bao gồm hết tất cả. Đây, hồi nãy hỏa, bây giờ tới thủy. Hỏa với thủy dùng tốc vô cùng. Tại quý vị không biết dùng chứ đừng có nghe bất cứ một cái ông sư ông giải nào nói bảy tầm ba. Đó là hỏa thủy. Rồi, tới cái chỗ tốn trấn cũng là một cái vẻ này thôi. Đó là tốn. Đây, tốn à, che đi một cái, che là xe một chút. Đây là tốn à. À, hai cái trên thẳng và cái dưới nó đứt. Đây là tốn. Mà tốn thì đối với lại gì? Là trấn, là bỏ một, bỏ hai nét. Bỏ hai nét này. Đây. Chúng tôi không có lấy ở đâu xa, ở trong nội, ở trong đây thôi. Ở trong cái quẻ càng khôn lá cờ quốc kỳ của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là vị trấn. Rồi, đòi. Đòi đây. Thì nó đi với lại vệ công. À, đó là đòi. Vệ công hồi nãy tôi để ở dưới, bây giờ tôi để ngược nó lên trên. Đây, quý vị có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa, trong vấn đề dịch nó không có đi ra xa khỏi cái lá cờ nền vàng ba sọc đỏ đâu. Tất cả những cái hình mà tôi được thay đổi bằng một vài cái miếng này thôi mà nó biến dạng, chưa đựng cả vũ trụ càng không ở trong đó. Cho nên xin thưa quý vị, quý vị đừng có bao giờ đi tìm nơi nào xa và hạnh phúc cả. Hạnh phúc đang chứa đựng ở trên lá hồn kỳ của chúng ta. Cho nên khi quý vị đã nghe được ngày hôm nay, quý vị đừng bao giờ cảm thấy băn khoăn lo lắng gì nữa cả. Bởi vì trong gia đình của quý vị đã có một lá bùa hộ mạng rồi. Không có một chính quyền nào có khả năng cúp mạng sống chúng ta, không có một thế giới nào có tài năng ám hại dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có đầy đủ hết. Nếu quý vị nào một ngày mai đây quý vị nói ông Francis cắt nghĩa lúc cái đó sai rồi, nó không có nằm trên lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi, vậy thì tôi hỏi các ông làm cách nào mới để nó hiển linh đây? Mấy ông làm cách nào? Tôi thấy quý vị ở trên clip đó, quý vị cắt nghĩa mà quý vị vẽ cái, những cái nét mà của lá cờ vàng ba sọc đỏ trên tờ giấy trắng là nó không có đúng.
Bởi vì tờ giấy trắng nó không chứa đựng được cái sắc thái dân tộc. Vốn cái lá cờ màu vàng ba sọc đỏ nó đã hiển linh từ cách đây là 4.489 năm trước công nguyên cơ mà, chứ đâu phải mới đây đâu. Không phải mới đây. Cho nên quý vị cần phải lưu ý và quyết tâm rằng không có dân tộc nào trên đời này mà có một lá quốc kỳ có khả năng chứa đựng cả một sắc thái dân tộc và cả cái càn khôn của vũ trụ. Tại sao lại như vậy? Tại sao dựa vào đâu mà nói rằng là lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa là chứa đựng cả cái càn khôn vũ trụ trong đó? Thì xin thưa, xin nhắc lại trước khi mình đi, càn thì nó đối lại với lại địa, càn tức là thiên, tức là trời, nó đối với lại không, không tức là địa, là đất, chống là lôi, tốn là phong, lôi tức là sấm sét, mà tốn là gió, cũng chưa đựng. Hồi nãy tôi đưa ra ở lá cờ này nó có trời và nó có đất và nó có sấm sét và phong ba, gió thổi ở trên đó, và nó có khảm là thủy, ly là hỏa, nó cũng có ở trong đây, có đầy đủ ở trong cái lá cờ này. Rồi nó có là cống là sơn, sơn tức là núi, và nó có đồi là trạch tức là ao hồ nước nhà, có đầy đủ. Tôi không, nãy giờ chưa có lấy bất cứ một đề tài nào hoặc là một miếng nào ở bên ngoài tôi gắn ghép vô, chỉ ở trong lá cờ nên vàng ba sắc đỏ thôi. Chỉ cần chúng ta để cách nó ra thì nó hiện lên cho ta một cái sự sống khác. Chúng ta chỉ cần thay đổi một chút xíu trên lá cờ là có một sự sống mới. Tại sao lại như vậy? Thì xin thưa quý vị, khôn là địa, là đất bao giờ cũng trọng lộc tại hạ. Hễ trai thật là trai thì bất dịch là trai. Hễ gái thật là gái thì gọi là bất dịch. Quý vị có thấy không? Ở trong cái lá hồn kỳ này chứa đựng cả một hệ thống kinh dịch vô cùng to lớn. Nhưng khi mà âm dương gặp nhau thì sinh ra gì? Là giao dịch. Thấy không? Thấy cái lá quốc kỳ chưa? Khi mà âm dương giao nhau gọi là giao dịch. Mà hãy giao dịch á, thì nó được cái tuần hoàn là biến dịch. Như thế tiếp nối và sống còn. Hễ mà bất dịch mà hãy giao dịch được á, thì nó ra biến dịch. Cho nên cái lá cờ vàng ba sọc đỏ không bao giờ bị ma mục. Tập đoàn Cộng sản nó nói là ngày 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ nghĩ rằng họ có thể xé được cái lá hồn kỳ của quốc gia Việt Nam, họ có thể là đốt được lá hồn kỳ quốc gia Việt Nam, họ có thể là bắn lụng lá hồn kỳ quốc gia Việt Nam, nhưng họ bất thành. Họ bất thành, họ không có khả năng tiêu diệt được nó. Họ đã từng xé nó mà không rớt. Họ từng bắn vô lá cờ vàng ba sọc đỏ này mà nó không lụng. Họ từng chôn nó mà nó không tiêu hủy. Cho đến ngày hôm nay, tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó rất là sợ nhất là lá hoàng kỳ màu vàng ba sọc đỏ như thế này, hơn là nó sợ hàng quân đoàn. Khi nào mà nó thấy trong nước Việt Nam mà có lá hoàng kỳ mà tung bay, chúng nó đưa đại binh tới chạy rùm rớp để tới nơi để lấy lá hoàng kỳ này xuống cho bằng được. Nhưng nơi nào nó nói là có quân đội của khác hoặc là cái chiến đồ của người Việt quốc gia rồi, thí dụ tới thì nó không sợ. Nó nói nó nằm ở nhà nó cũng có thể bắt sống được cái số quân đội đó được. Nhưng mà nhắc đến tới lá hồn kỳ này thì nó ăn ngủ không yên. Bởi vì chính đảng Cộng sản, cái đảng trưởng của chúng nó còn biết được cái lá hồn kỳ này là khắc tinh. Và bởi vì nó quá linh thiêng, nó chứa đựng cả cái càn khôn vũ trụ trong đó, cho nên cần phải dẹp. Nó đề nghị như thế đó. Nhưng mà làm cách nào nó dẹp được? Cho đến tới ngày hôm nay, nó chưa bao giờ có khả năng dẹp được cái lá hoàng kỳ này. Chưa bao giờ. Xin phép. Còn cái lá cờ đỏ mưu sĩ vàng của tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay chính là tên Hồ Chí Minh.
là một tên gián điệp của Tàu Cộng, được cài cắm vào nước Việt Nam để chỉ lãnh đạo cái đám bù nhìn Cộng sản để khai tử dân tộc Việt Nam, để nó giành mảnh đất đó để cho Hán nô của chúng nó, tập đoàn Đại Hán của chúng nó xong. Cho nên khi mà trước khi nó qua Việt Nam, tên Hồ Chí Minh hỏi Mao Trạch Đông rằng là khi tôi qua nước Việt Nam, tôi sẽ dùng cái lá cờ nào để làm lá quốc kỳ cho nước Việt Nam. Mao Trạch Đông chỉ lên cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, nó nói đây nè, ông qua bên đó ông dùng cái lá cờ y như lá cờ Phúc Kiến này nè. Cho nên tên Hồ Chí Minh cách làm cái lá cờ y chang như tỉnh Phúc Kiến bên Tàu để về gắn ở trong cái hang Pháp Phó. Khi mà cái bộ chính trị lót tọt là Lê Dũng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, rồi Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi lót tọt chạy lên hang Pháp Phó vô nhìn thấy cái lá cờ, nói ủa bác, cái lá này mai mốt dùng làm lá quốc kỳ ha. Hồ Chí Minh nói ừ đúng rồi đó, mai mốt dùng cái lá này làm lá quốc kỳ. Trên lá, cái lá cờ máu đỏ sao vàng của tập đoàn Cộng sản nó đâu có lịch sử gì, nó là lá cờ chưa đựng cái nô lệ của Tàu, nó là lá cờ chứng nhận là sự nô lệ của Tàu. Cho nên tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay chúng nó, đất nước không còn có chiến tranh mà giống như đất nước hiện đang nổ bùng lên chiến tranh. Chúng nó đâm chém giết chết lẫn nhau hàng ngày. Tướng nó giết theo tướng, ta nó giết theo ta. Cho nên xin thưa quốc dân hãy an tâm, quốc dân sẽ không bao giờ bị mai một. Quốc dân sẽ không bao giờ bị bất cứ một cái tài phiện nào nó cúp sinh mạng của quốc dân. Bởi vì quốc dân có một lá bùa hộ mạng là lá hoàng kỳ, có khả năng chứa đựng cả một sắc thái dân tộc. Và bởi vì thế, người xưa có nói, hễ trai trung thì có gái trinh. Vì thế, khi mà một đất nước đã có một hoàng kỳ vinh dự, không bị mai một theo thời gian, nên phải có một vị lãnh đạo anh minh sáng suốt để lãnh đạo đất nước Việt Nam nói riêng, nói chung cho thế giới sau này. Đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Tại sao như thế? Xin thưa, bởi vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân từ thở nhỏ cho đến tận ngày hôm nay, Ngài luôn là vị thành công. Và Ngài luôn là có một cái tâm thật xứng đáng là một thiên sứ Thượng Đế đã ban cho Ngài trách nhiệm thiêng liêng để lãnh đạo nói riêng là nước Việt Nam, nói chung cho thế giới sau này. Bởi vì đất nước Việt Nam sẽ là thánh địa, nơi đó đã có hoàng kỳ của thiên nhiên mà chứa đựng cả một sắc thái dân tộc trên đó. Trên thế giới này chỉ có nước Việt Nam mới có con lá hoàng kỳ có khả năng chứa đựng được sắc thái dân tộc, mà có khả năng biết trước được cách đây là trên 4.489 năm trước công nguyên là, mà ở trong kinh dịch nó đã chứa đựng nguyên cả cái hình hài của lá hoàng kỳ ngày hôm nay. Cho nên xin thưa quốc dân Việt Nam, tuy rằng ngày hôm nay quốc dân Việt Nam còn đau khổ, nhưng nhất định cái sự đau khổ đó là một sự thách thức thanh lọc của Thượng Đế mà nên. Cho nên hãy chấp nhận trả hết những cái quả nghiệp của mình, rồi để mai sau cùng hướng lẹ trên một cái thánh địa với một sự anh minh lãnh đạo của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Quý vị nên nhớ, tìm đâu ra tới một vị lãnh đạo hơn Ngài Đức Quốc Công của chúng ta? Chưa bao giờ. Quý vị nghĩ rằng tất cả các vị tướng sĩ của Việt Nam còn họ chăng? Quý vị nghĩ rằng là tất cả các bậc học giả học sĩ của người Việt Nam ở hải ngoại chăng? Không. Cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ những các vị mà tôi mới vừa nhắc lên làm được nên điều gì cả, mà gây ra biết bao nhiêu sự hiểu lầm và rắc rối thêm lên. Rồi cho nên một vài cái đám mà mới lớn sau này chạy theo đó, rồi cuối cùng cũng nhập vua một tốt như thế, rồi quậy tan nát xã hội người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Để tập đoàn Cộng sản nó cũng thắc mắc, đáng lý tập đoàn Cộng sản nó đã chết rủi rồi, nhưng mà không hiểu tại sao nó còn sống. Bởi vì người Việt quốc gia ở nước ngoài không đứng về một mối, tập đoàn Cộng sản nó cũng nói mình cũng cảm thấy lạ,
mình không còn có chân đứng gì ở trong nước Việt Nam nữa rồi. Vậy mà không bị sụp đổ, bởi vì người Việt quốc gia đang bị sụp đổ. Sụp đổ đây không phải là tập đoàn cộng sản nó tài giỏi, mà sụp đổ tự bởi vì cái tư duy của người Việt quốc gia của mình nó không đi về một mối, mà luôn luôn khi mà đã có một cái triều đại mới, một thượng nhân thánh đức ra đời, thì luôn luôn có những cái biến chứng xảy ra tàn bạo lắm quý vị, xảy ra kinh hoàng lắm, chết chóc rồi các vị mà gọi là chân tu rồi đi theo quỷ sứ rồi đi thờ quỷ sứ, tôi nói y chang như cái thờ dân tộc Israel, mà còn chút xíu nữa là trở về miền đất hứa thôi. Nhưng mà ngay cái lúc mà ông mua xe, ông bỏ, ông đi lên núi, ông lấy 10 cái điều răn đó, thì ở dưới đây cái đám mà dân tộc mà chuẩn bị về đất hứa là Israel đó, ngã lòng đúc bò vàng lên thờ, chứ không còn muốn đi theo lời Chúa để hứa về miền đất hứa nữa. Cho nên cuộc chiến nó xảy ra tới đây với lại dân Palestine bên cạnh là tới 2021 năm mà chiến tranh vẫn còn xảy ra kinh hoàng đó. Thì cộng sản ngày hôm nay nó cũng nói rằng là nó đã đáng lý nó đã tiêu rồi, bởi vì cái số người Việt quốc gia khắp nơi trên thế giới tự nảy sinh ra một cái hướng đi thờ một cái lý tưởng khác giống như Israel. Thật sự rất là đáng buồn khi mà mọi chuyện chúng tôi đã được kê khai lên rõ như thế này. Và chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi sẵn sàng đấu tranh bất cứ ai trong cái sự chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kế tiếp, xin thưa tất cả các quý vị, quý vị công an ở trong nước gọi điện thoại hỏi ra cho chúng tôi rằng là tại sao Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mà lại gọi là Đức Quốc Công, nghĩa là gì? Thì tôi xin thưa, tôi cảm ơn tất cả các công an ở trong nước hỏi đặt câu hỏi cho chúng tôi coi đó. Quý vị không hiểu về lịch sử rồi. Thật sự lịch sử của nước Việt Nam chúng ta có ghi rất rõ trong đó. Từ cái thời Đinh Lê Lý Trần Lê, không có ai mà bầu cho mắt ông lúc đó đâu, đúng không? Không có ai mà trưng cầu dân ý cho các ông lúc đó đâu. Nhưng mà tại sao các ông lúc đó lại xưng vương đầy đủ để chi? Vốn là chỉ để chống giặc mà thôi. Hiểu không? Tại sao quý vị không đặt câu hỏi ai bầu ông Đinh Thiên Hoàng lên làm vua? À, tại sao quý vị không hỏi? Tại sao quý vị không hỏi ông Lê Hoàng ai bầu ông lên làm vua? À. Cho nên xin thưa quý vị đặt nhiều câu hỏi, tôi cảm thấy là quý vị thiếu về cái hiểu biết ở lịch sử của Việt Nam. Tôi muốn hỏi thêm quý vị một câu nữa. Tại sao lại Hoàng đế, xin lỗi, tại sao lại Quang Trung, Nguyễn Huệ khi mà chiến thắng được quân nhà Tấm, mà tại sao lại ông không xưng vương, vua như các vị tiên đế trước kia của Việt Nam, mà lại ông xưng Hoàng đế? Tại sao? Đó. Tôi đặt câu hỏi lại cho quý vị. Tại sao lúc đó ông Nguyễn Huệ ông không xưng vương mà lại ông xưng đại hoàng đế Quang Trung? Tại sao? Tại sao ông Lý Thường Kiệt ngày xưa ông lại ra cái câu rằng là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư? Tại sao ông phải nói câu đó? Bởi vì cái đó chiến lược, báo cáo cho trời đất biết và nhất là cho Tàu Cộng biết rằng nước Việt Nam là của Việt Nam, được ghi trong danh bộ của nhân gian. Để chi? Để có khả năng lấy lại lượng quen mà không cần phải đổ máu. Chứ chỉ là ông vua, ông vương bình thường thì làm sao có khả năng đòi lại cái lượng quen bên Tàu được. Nhớ chưa? Và tại sao ông Quang Trung ông mà xưng đại hoàng đế Quang Trung mà ông không xưng là ông vương vua?
Bởi vì nếu mà vua hay là vương vẫn còn ở một cái cấp thấp đối với lại hoàng đế của Tào, nghĩa rằng hàng năm ông vua Quang Trung vẫn phải nộp công triều đình, nào là gái đẹp vàng ngọc châu báu của Việt Nam phải vơ vét hết đưa qua bên Tào. Nhưng mà ngài quyết định không cho cái cúi đầu với giặc Tào bằng cách là mình phải xưng hoàng đế, đại hoàng đế Quang Trung, có nghĩa là ngang hàng với Tào. Từ đó nước Việt Nam cắt đi cái lệ triều cống với lại bên Tào. Quý vị hôm nay có nghe rõ chưa? Quý vị còn hỏi tại sao hôm nay quý vị bầu ngài Đức Quốc Công Đặng Quân lên làm tổng thống, chứ tại sao lại Đức Quốc Công? Quý vị có cần tôi giải nghĩa hay nữa hay không? Mà tôi giải nghĩa hồi nãy giờ quá rõ rồi cái đó mà. Bởi vì nếu mà tổng thống Đào Minh Quân mang một cái chức vụ tổng thống về nước, không có khả năng đòi lại bất cứ cái thứ gì đã mất hoặc là dâng hiến bởi tập đoàn nô lệ Cộng sản Hà Nội cả. Tập đoàn Cộng sản Hà Nội ngày hôm nay nó dâng cả biển đảo, nào là Hoàng Sa, Trường Sa, là Bắc Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan, nó dâng hết cho Tàu Cộng rồi, đúng không? Nếu mà tổng thống Đào Minh Quân mà chỉ về nước thì chỉ là cái chức vụ tổng thống thì chẳng có khả năng làm được cái gì đòi lại những cái gì mà tất cả những cái tập đoàn cộng sản nô lệ nó đã dâng hiến cho Tào Cộng rồi. Lấy cái gì để mà đòi đây? Bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Huống chi cái chức Đức Quốc Công là cái công trạng của ngài lập nên cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái công của ngài. Cũng như ngày xưa ông Nguyễn Trãi vậy, khi mà hậu thề lúng nhai của Đức Lê Lợi lập nên để mà kêu gọi tất cả các nhân sĩ cùng nhau để đánh quân mình, đã họ không chịu ngồi chung lại góp sức trí lực ở trong cái triều đại mới, mà lại còn đi báo cáo quân binh để tới là bắt thầy trò của Nguyễn Trãi và Lê Lợi. Cho nên hai thầy trò phải chạy về núi trốn ở, đi cày cấy bắt tôm bắt cá mà sống. Và sau này khi được thành công rồi, Đức Nguyễn Trãi được lên là khai quốc công thần thời hậu Lê. Đó là cái gì? Là cái tước hiệu. Bởi vì cái câu của ông Nguyễn Trãi, ông viết là Lê Lợi quy quân, Nguyễn Trãi quy thần. Chỉ có một câu đó thôi mà gom được lòng dân, và gom được tất cả các hùng binh để đánh bại quân Minh. Và Đức Nguyễn Trãi được cái tước hiệu là khai quốc công thần thời hậu Lê. Thì ngài Đức Quốc Công tổng thống Đạo Quân, Đức Quốc Công là cái tước hiệu ngài thành lập nên cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, hẳn nhiên rồi. Có cần chối cãi nữa không? Có cần nói thêm nhiều nữa không? Cho nên các anh công an, các anh không biết, các anh hỏi tôi hài lòng sẵn sàng để chia sẻ đó. Nếu mà Đức Quốc Công Đào Minh Quân tổng thống để tam Việt Nam Cộng Hòa về nước với chức vụ chỉ có tổng thống thôi là không có khả năng Hoàng Sa, Trường Sa cũng thuộc về người Tàu. Bởi vì sao? Cái công hàm của tên đại tướng Phạm Văn Đồng vẫn còn chưa ráo mực mà, có đúng không? Nó còn ghi rõ. Nhà tôi cũng có tờ để làm chứng. Quý vị chắc ắt hẳn cũng có mỗi người tờ đó rồi. Qua cái thép bản dốc gần như đã mất. Còn cái Ải Nam Quan thì bây giờ nó còn Trung Hoa rồi, từ lâu rồi. Vậy thì cái chức vụ tổng thống có khả năng lấy lại được những cái phần đất quý báu của quốc gia Việt Nam không? Cho nên quý vị nên nhớ một điều và an tâm rằng điều gì chúng tôi làm ngày hôm nay đều có lý do cả. Nhưng bởi vì còn biết bao nhiêu chuyện chúng tôi phải cố mang, không có đủ thời giờ để lên diễn tả hay là chia sẻ cho quý vị. Nhưng mà quý vị nghe mà quý vị cảm thấy ngỡ ngàng, quý vị đặt câu hỏi thì cũng tốt, nhưng mà không phải chúng tôi ngẫu nhiên, mà chúng tôi đều có cái nghĩa, cái lý của nó.
Vậy thì tóm lại là gì? Là tại sao Hoàng đế Quang Trung không xưng vương mà là xưng đế? Đã trả lời rồi, đúng không? Đã trả lời quý vị rồi. Tại sao Lý Thường Kiệt lại nói là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư là sao? Là đã báo cáo cho trời đâu biết, báo cáo cho tập đoàn Cộng sản Tàu Cộng Đại Hán lúc đó rằng là nước Việt Nam chúng tôi đã có ghi ở trong danh bộ của nhân gian của trên thượng giới rồi. Cái ông bỗng nhiên phải trả lại lửa quen cho chúng tôi mà thôi. Nó phải có cái nghi nhân đó. Chứ đâu phải bỗng nhiên mang đại quân qua bên Tàu quân nó quấn lại cho chạy không kịp. Phải có cái nghi nhân của nó. Thì ngài Đức Quốc Công chúng ta làm việc phải dựa theo lịch sử của Việt Nam chúng ta mà làm. Ngài làm rất đúng. Cỡ như quý vị mang một quân hàm đại tướng hay là tổng thống về Việt Nam, quý vị đâu có làm được cái gì đâu. Đại tướng tổng thống thì tiếp thu lại những cái gì của tập đoàn Cộng sản nó có, còn những gì mà nó mất thì nó mất luôn. Giống như chiến sĩ đã chết rồi thì không có thể nào làm cho sống dậy được nữa. Nó nói một câu đó như thế đó. Nhưng không, chúng tôi có cách lấy lại người sống, người chết cũng thành sống nữa mà. Đấy, người chết vẫn phải sống nữa. Để chi hưởng cái an nhàn thịnh trị dưới sự lãnh đạo của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đảng. Cho nên ngày hôm nay quý vị đã nghe tại sao hết rồi, tại sao. Cho nên quý vị đừng có bao giờ đặt những cái câu hỏi đó làm mất thời giờ. Ngài Đức Quốc Công chúng ta làm việc rất anh minh và có lý do hết tất cả. Cái công của ngài lập lên để tam Việt Nam Cộng Hòa, ngài phải được có một cái công trạng đó chứ. Cái tước hiệu của ngài để mai sau quân quân Tàu lấy đánh đất đai bị mất trở lại. Đó là cái nguyên nhân tại sao A-di-đà-phật. Bởi vì không được. Quý vị an tâm đây, quý vị sẽ không bao giờ bị mai một đâu. Bởi vì trong đất nước chúng ta có cái lá hoàng kỳ, nơi chứa đựng cả cái càn khôn khôn vũ trụ bên trong đó. Nếu quý vị nào đi bói, đi coi thầy, coi kinh dịch, quý vị yêu cầu cái ông sư đã hãy vẽ những cái nét kinh dịch ở trên cái lá màu vàng thì nó mới hiện lên được. Quý vị muốn coi tâm linh mà quý vị không muốn hiện lên thì đâu có được đâu. Thì khi mà đặt cái lá cờ vàng, cái lá màu vàng, giấy màu vàng hay là vải màu vàng xuống một vẽ ba cái nét càng khôn lên trên đó, là hãy nhìn nó biến, nó dịch cho mà xem. Hãy nhìn nó biến, nó dịch cho mà xem là quý vị sẽ hài lòng. Chứ đừng có lấy cái tờ giấy trắng mà vẽ lên đó là không đúng, mà tôi thấy vẽ sai bét hết. Ok, kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là bình an bên người thân yêu. A Di Đà Phật.